Anh ơi, cho em xem đầu máy ép mía. Ép khỏe hơn 6 triệu mà lại tạo bọt đi anh. Ok em nhé, hôm nay anh sẽ lên cho em một đầu máy ép mía để bàn. Giá chỉ loanh quanh hơn 6 triệu thôi. Mã máy là PT40-2. Đây là tổng đầu máy ép mía cực khỏe cho em nhé. Con này được làm hoàn toàn bằng inox, sáng bóng và dễ dàng vệ sinh. Máy được thiết kế liền khối với cân nặng khoảng 4kg. Hai bên là hai tay cầm cũng làm hoàn toàn bằng inox. Hàn và ôm chắc thân máy, tay cầm bó tròn các cạnh, tạo cảm giác đầm tay khi nâng máy. Tiếp theo là bộ phận điều khiển công tác hai chiều, tiến và lùi cho em khi gặp sự cố, mía to và mắt mía cứng. Bên cạnh là hộp mía của dòng máy này thì hộp được thiết kế dạng hình xoài, viền inox bo cong dễ sử dụng. Với hộp này thì em có thể ép 3 cây mía nhỏ một lần. Bên dưới là bộ lọc mía với lưới lọc, khay và vòi cũng làm hoàn toàn bằng inox. Tháo lớp kính bên trên em có thể thấy trục mía, đây là trục ép kim cương mới nhất 2022 với chất lượng inox cứng cáp. Sử dụng trục này thì em không phải lo đứng máy khi gặp mấy cây mía cứng đâu em nhé. Bên cạnh là phần bạc đạn, phần này tuy nhỏ nhưng lại rất quan trọng đấy. Với thiết kế 12 bạc đạn, máy của em có lực ép cực khỏe và đảm bảo tuổi thọ cho máy. Cuối cùng chính là phần motor máy, em được trang bị motor 800W, nhập nguyên kiện từ Đài Loan, dây đồng 100%, đảm bảo công suất ổn định cho em sử dụng nhiều giờ liền em nhé. Em có thể thấy nước mía tạo cực kỳ nhiều bọt, bã mía gần như là khô kiệt.